Hello, xin chào cả nhà ha. Em quá để lời chúc sức khỏe bà con bác anh cô chú anh chị em nha. Đó, em chỉnh báo thức ha, nó đang báo liên tục, nó báo tức đầu mới đầu tích 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 từ từ gọng gọng bự ra ha. Đó, em sẽ test báo thức trước. Ngoại hình đẹp, máy móc ngon ha. Con này em bán giá là công khai là 200. Con này là kim dạ quang nha, hai cái cây kim mà giáp tối nó sẽ dạ quang nha. Dạ quang em có test rồi ha, còn muốn tắt á thì đè nó ha, còn như tỷ thứ bảy chủ nhật không muốn xài nó thì gặt này xuống nè, gặt xuống là nó sẽ không báo thức nữa, gặt lên là nó báo thức ha. Mình chỉnh lại ở khúc này nó có hai cái nấc ha, nhóng nhẹ lên á, nhóng nhẹ lên á thì quý khách chỉnh kim giờ. Ủa, kim báo thức nè ha, chỉnh kim báo thức ha. À, còn quý khách muốn tắt á, đè nó, nhắn nó nha. Nó lì lắm. Nó lì hơn mình nữa. Đó nó không chịu. Giống như nhiều người dỗ vậy nè. Ngủ tiếp. Mà họ báo nữa, lì quá, tắt thôi. Ha, còn cái này là dặn nè, mình chỉ cái này ha, dặn nè ha. Là dặn kim cái nấc này là dặn nhóng nhẹ lên chút xíu là dặn kim phút nè ha, ố kim hiện giờ rồi dặn cao lên chút là chỉnh kim giờ ha. Đó, ha, con này mình cũng đã test chung với con kia là 2 ngày ok hết ha, cam kết nha. Xong rồi quý khách nhắn nó vô rồi, đặc biệt con này là con kim trôi nữa nè. Đó, trôi rất là đẹp ha. Đó, ok, nhỏ gọn ha, cũng đẹp lắm, hình ảnh mẫu mã em đã chụp hình ha, ok đầy đủ hết. Con này hình như nó không có cái nắp đậy nha quý khách, lưu ý cho mình nha, quý khách cũng lên xem kỹ và đọc kỹ ha trước khi chốt đơn giùm em. Rồi, em chúc tất cả các quý khách đều mượt mạnh khỏe nha. Xin chào và hẹn gặp lại, xin cảm ơn rất nhiều.